Bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay ngày 11 tháng 12, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, mới đây tại một sự kiện tổ chức ở Trung Quốc thì Xiaomi đã giới thiệu Redmi K30, smartphone tầm trung nhưng có những trang bị rất ấn tượng. Đầu tiên thì chiếc máy này có màn hình 6,67 inch với camera selfie kép đục lỗ giống Galaxy S10+. Tỷ lệ khung hình là 20:9, độ phân giải là Full HD cộng và tần số quét 120Hz, ngang với ROG Phone 2 cao cấp, hứa hẹn cho khả năng chiến game tốt. Thiết bị tự động điều chỉnh tốc độ khung hình trong khoảng 60, 90 và 120Hz, tùy thuộc vào ứng dụng và trường hợp sử dụng. Nhất là khi vi xử lý được sử dụng là Snapdragon 765G, hỗ trợ mạng di động 5G, cũng chỉ vừa được Qualcomm ra mắt. Máy có tùy chọn là 6GB RAM và dung lượng bộ nhớ trong là 64GB, 8GB RAM và 128GB ROM và 12GB RAM và 256GB ROM. Trong khi đó, phiên bản 4G sẽ sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 730G. Ở mặt sau thì Xiaomi đã trang bị cho Redmi K30 hệ thống 4 camera, bao gồm cảm biến chính 64MP, cảm biến góc siêu rộng 8MP, cảm biến camera macro 5MP và cảm biến đo độ sâu 2MP, cùng với cụm camera selfie kép 20MP ở phía trước, hỗ trợ AI. Giá bán khởi điểm của Redmi K30 4G là từ 227 đô cho phiên bản 4GB RAM 64GB bộ nhớ trong, 241 đô cho phiên bản 6GB RAM và 64GB ROM, 269 cho phiên bản 8GB RAM và 128GB ROM và 312 đô cho phiên bản 8GB RAM và 256GB ROM. Các tùy chọn màu sắc bao gồm Artemis Fantasy, Deep Water Blue và Shimmering Purple. MediaTek đã ra mắt chip flagship 5G đầu tiên, đó chính là MediaTek Dimensity 1000 vào đầu tháng trước. Chip được tích hợp modem 5G và dự kiến sẽ đưa vào điện thoại của các hãng như là Oppo, Vivo và Xiaomi. Nếu những tin đồn là sự thật thì đây là một thỏa thuận rất lớn đối với MediaTek. Bài viết nói rằng MediaTek và Samsung đã thảo luận về mối quan hệ đối tác. Nhà sản xuất chip được đồn đại đã gửi mẫu cho Samsung để thử nghiệm trong các dòng điện thoại Galaxy A ra mắt vào năm tới. Samsung đã lấy lại một phần thị phần bị mất trong phân khúc giá rẻ và tầm trung với các dòng điện thoại M và A vào năm 2019. Với Galaxy A50 được coi là điện thoại bán chạy nhất của công ty trong phân khúc tầm trung, có vẻ như công ty đặt mục tiêu theo kịp đà phát triển khi giới thiệu điện thoại 5G, an toàn và giá cả phải chăng hơn thông qua dòng A và các sản phẩm khác. Dòng Huawei P40 dự kiến sẽ trình làng vào quý 1 năm 2020. Một thông tin rò rỉ mới đây đã tiết lộ các thông số kỹ thuật chính của Huawei P40 Pro. Theo đó, điện thoại thông minh có thể được trang bị pin Graphene 5500 mAh tích hợp công nghệ sạc nhanh 50W. Theo rò rỉ, điện thoại thông minh Huawei P40 Pro với pin Graphene này với tổng thời gian chỉ bằng khoảng 70% so với pin lithium thông thường. Ngoài ra, thì thiết bị sẽ tích hợp công nghệ sạc nhanh 50W do Huawei phát triển. Theo đó, chỉ trong vòng 45 phút là thiết bị có thể được sạc đầy pin. Thông tin rò rỉ cũng tiết lộ thêm rằng Huawei P40 Pro sẽ được trang bị màn hình thác nước 6,5 inch, màn hình OLED hỗ trợ độ phân giải Quad HD cộng và tốc độ làm mới là 120Hz cùng camera selfie kép. Huawei P40 dự kiến sẽ sở hữu chipset Kirin 990 5G. Mặt sau của Huawei P40 Pro có thể được trang bị thiết lập camera Penta Leica với cảm biến chính Sony IMX 700 hoặc là IMX 686 hỗ trợ OIS và cảm biến hình ảnh RIIP, ống kính ultra wide 20MP, camera tele 12MP, một camera macro và cảm biến TOF. Thông tin rò rỉ cho biết là Huawei P40 sẽ chạy Android 10 với giao diện EMUI 10. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều ở phía dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.